Trong khi miền Bắc vừa trải qua cơn bão số 3 với thiệt hại nặng nề, mà việc khắc phục hậu quả thì còn mất rất nhiều thời gian, thì miền Trung lại đang phải đối phó với cơn bão số 4. Vâng, bão vào đâu thì các địa phương đều phải kích hoạt các phương án ứng phó theo cấp độ tới đó. Tuy nhiên, trước tình hình biến đổi khí hậu và sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những cơn bão lớn, thì khả năng ứng phó thiên tai cũng đòi hỏi phải được nâng lên. Và đối với bão thì khu vực chịu ảnh hưởng đầu tiên là các địa phương ven biển. Với các địa phương ven biển, khi có dự báo áp thấp và bão, thì vấn đề đầu tiên là nắm bắt số lượng tàu thuyền đang đánh bắt trên biển để kêu gọi tránh xa khu vực nguy hiểm và vào các khu tránh trú an toàn. Qua các năm thì người dân đã có cái kinh nghiệm trong cái công tác phòng chống bão, cho nên cũng đang sẵn sàng các phương án để mà phòng chống bão đảm bảo cái hiệu quả, an toàn tài sản và tính mạng. Kinh nghiệm là điều kiện cần, nhưng để hạn chế thiệt hại thì vẫn cần hạ tầng tránh trú. Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu có đội tàu gần 150 chiếc. Trong đó tàu lớn từ 15 mét trở lên là 120 phương tiện. Sau cơn bão số 3 thì nghiệp đoàn nghề cá của xã đang có nhiều lo lắng. Nếu mà trường hợp cái bão số 3 mà vào ngay trung tâm Nghệ An, nhất là vùng cái cửa Lạch Thơi của xã Sơn Hải thì cái xảy ra thiệt hại về con người của nó, nhưng mà tài sản là rất cao, bởi vì cái hiện giờ cái nơi trú bão của cái tuyến Lạch Thơi của xã Sơn Hải là chưa được đưa vào cái vị trí coi như an toàn nhất, đang trú tránh bão tạm bợ. Nằm ở ven biển nên các kịch bản sơ tán dân luôn được xã Sơn Hải tập trung. Trong đó thôn 1 ở cửa Lạch Thơi nên khi có bão cấp 8 đến cấp 10 sẽ sơ tán 134 hộ với hơn 400 nhân khẩu. Tuy nhiên, cả chục năm qua chưa có tình huống xảy ra nên thực tế ở cấp xã còn thiếu kinh nghiệm triển khai. Bởi vậy khi có bão cấp lớn hơn thì bốn tại chỗ của xã cũng cần được chi viện kịp thời. Mong muốn trước khi mà bão vào thì sẽ đề nghị với các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là lực lượng quân đội rồi công an, để cùng với hỗ trợ với địa phương để rồi là di rời cái tài sản và con người của nhân dân đến vùng an toàn để tránh đi những cái thiệt hại lớn khi bão đổ bộ vào. Sau bão số 3, các địa phương ven biển cũng đã rà soát lại các phương án để bổ sung những nội dung còn bất cập hoặc mới phát sinh. Qua đó kịp thời triển khai các công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu trong mùa mưa bão năm nay. Bên cạnh đó là các giải pháp mang tính lâu dài. Về lâu dài thì huyện sẽ xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai dài hạn 5 năm theo cái quy định. Và đặc biệt là sẽ có cái tính toán để hoàn thiện lại cái phương án phòng chống siêu bão để có cái cơ sở để tổ chức chỉ đạo khi mà xuất hiện cái tình huống siêu bão và bão mạnh xảy ra. Không phải mỗi địa phương mà cả ở cấp tỉnh thì cũng có những vấn đề đang cần có giải pháp. Theo thiết kế hệ thống đê biển của Nghệ An mới đủ khả năng đối phó với bão cấp 10. Trước tình hình đó thì Ủy ban tỉnh rồi cũng đã đề nghị Trung ương có cái giải pháp để hỗ trợ Nghệ An trong cái việc nâng cấp toàn bộ cái tuyến đê biển để chống chịu với cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Như vừa rồi chúng ta ở phía Bắc chúng ta có cái ảnh hưởng, có cái bão số 3 đổ bộ vào thì đã cấp 11 giật trên cấp 12 và sóng biển lớn, thì nếu chúng ta gặp những cái cơn bão như thế mà đổ bộ vào Nghệ An thì toàn bộ tuyến đê biển của chúng ta thì sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp bão cấp 13 kết hợp triều cường thì theo kịch bản đã chuẩn bị, Nghệ An sẽ phải di rời, sơ tán gần 26.000 dân ở các địa phương ven biển là thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Mùa mưa bão năm nay còn kéo dài đến tháng 11. Thời gian trước mắt và những năm sắp tới, vùng ven biển sẽ cần được bổ sung các phương án cũng như tập trung nguồn lực đầu tư để ứng phó biến đổi khí hậu.